Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có công điện về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, trong thời gian tới với điều kiện khí hậu mùa đông rất thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển, nhất là các bệnh ở lây truyền qua đường hô hấp, nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống thì sẽ gây những hậu quả khá nghiêm trọng. để chủ động phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp huy động nguồn lực, sự tham gia của các ban ngành đoàn thể trong công tác phòng chống dịch, nhất là tham gia hỗ trợ công tác triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19. Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, các trường học, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học. Để phòng chống các dịch bệnh lây từ động vật sang người, Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban dân các tỉnh thành phố triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên các đàn gia súc, gia cầm, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch ở động vật, xử lý triệt đề các ổ dịch, tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn triệt đề gia cầm, sản phẩm gia cầm bị bệnh nhập lậu không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sáng ngày 14 tháng 12 tại Hà Nội, Cục phòng chống hiv Bộ Y tế tổ chức hội thảo sơ kết triển khai điều trị viêm gan C cho người nhiễm HIV và người đang điều trị methadone. Với sự hỗ trợ từ Quỹ Toàn cầu Phòng chống hiv trong năm 2021-2022, có 16.000 người nhiễm HIV và người đang điều trị methadone tại 36 tỉnh, thành phố được điều trị viêm gan virus C. Đây là các thuốc kháng virus tác dụng trực tiếp an toàn cao, khả năng dung nạp tốt, ít tương tác với thuốc ARV, thuốc methadone, phù hợp với mọi kiểu gen viêm gan C. Do có đường lây truyền giống HIV nên tình trạng người có hành vi nguy cơ cao, đồng nhiễm HIV và mắc viêm gan virus C là khá phổ biến. Người đồng nhiễm HIV và viêm gan virus C có nguy cơ tiến triển thành sơ gan hoặc bệnh lý gan mất bù cao hơn so với người chỉ nhiễm viêm gan C. Việc điều trị viêm gan C ở người nhiễm HIV cũng là một trong các mục tiêu cần phải đạt được để chấm dứt bệnh dịch AIDS vào năm 2030 ở nước ta. Ngày 14 tháng 12, đại sứ quán Vương quốc Anh tại Hà Nội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị chia sẻ thông tin về chương trình và kết quả giám sát nghiên cứu kháng kháng sinh tại Việt Nam. Những năm qua, việc sử dụng thuốc kháng sinh đã góp phần làm tăng năng suất hiệu quả trong chăn nuôi tại nước ta. Tuy nhiên, với việc sử dụng tràn lan và thiếu kiểm soát đã khiến cho nguy cơ kháng kháng sinh ngày một gia tăng, đặc biệt ở các đối tượng chủ lực như lợn, gà và thủy sản. Nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của kháng kháng sinh trong chăn nuôi, việc ứng dụng các quy trình thực hành tốt trong nông nghiệp, trong đó sẽ tập trung vào phương pháp một sức khỏe sẽ góp phần hạn chế lây nhiễm và ô nhiễm vi sinh vật trong quá trình sản xuất. Chúng tôi đánh giá cao cách tiếp cận một sức khỏe của Việt Nam cũng như sự liên kết hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Để công tác hạn chế kháng kháng sinh được hiệu quả, chúng ta cần tăng cường hệ thống xét nghiệm, giám sát kháng thuốc trong lĩnh vực y tế và thú y. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong vấn đề này. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, bên cạnh các hỗ trợ từ các tổ chức trong và ngoài nước về công tác nghiên cứu kháng kháng sinh, ngành nông nghiệp cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người nông dân cũng như các cán bộ chuyên môn thực hiện các biện pháp quản lý trong sử dụng thuốc kháng sinh.